đang sử dụng thuốc chống đông máu. Vậy thì cần phải lưu ý những gì? Nếu như mà mình tuân thủ những cái chỉ dẫn của bác sĩ, không cần phải lo lắng khi mà mình sử dụng cái thuốc chống đông máu đâu ạ. Các cái tác dụng không mong muốn của cái thuốc thường nó ít dần và có thể xử trí nếu như mà mình phát hiện sớm. Như vậy thì mình cũng cần phải thông báo cho các bác sĩ ngay nếu như mà mình phát hiện một trong những cái dấu hiệu sau đây là nước tiểu có màu đỏ hoặc là nó bị sậm màu và nó có những cái vết thâm tự nhiên nó xuất hiện trên da, chẳng hạn như là màu đỏ này hoặc là màu đen, chảy máu kinh nguyệt nhiều và kéo dài một cách bất thường, đau đầu dữ dội hoặc là đau đầu kéo dài hoặc là bị đau bụng, mình chảy máu ví dụ như là chảy máu chân răng nè, chảy máu cam nè, sưng nè, hoặc là mình đau các khớp như là mình đau đầu gối nè, mình đau các khớp cổ chân, những các bệnh khác mà mình đang mắc phải có thể là làm giảm cái khả năng mà mình dung nạp thuốc của cô bác và anh chị, thì mình nên đi khám. Nếu như mà mình bị đau hoặc bị ốm hoặc cảm thấy cơ thể mình sẽ mệt mỏi, và mình cũng phải cần báo cho bác sĩ nếu như mình đang có thai hoặc là mình bị tai nạn hoặc là những cái thương tích khác trên cơ thể chúng ta. Đối với gia đình và bạn bè thì mình cũng cần phải cho họ biết rằng là cái tình trạng bệnh của mình đó, thì họ cũng cần biết về cái loại thuốc chống đông máu mà mình đang sử dụng, thì họ cũng sẽ đồng thời là những người sẽ liên hệ với lại các bác sĩ khi mà mình cần thiết. Mình cũng có thể là mình sử dụng cái tấm thẻ hoặc là một cái lưu ý gì đó, mình ghi cái tên và cái liều lượng các cái loại thuốc mình đang sử dụng, và đừng quên viết địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ của mình, thông tin trên đó, và mình ghi cả tên và địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ đang điều trị cho mình nữa nếu như cần. Và mình đảm bảo rằng là những người khác cũng có thể nắm được những cái thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.